Sau tin đồn Phương Thanh nghiện ngập, Thu Minh lần đầu dám nói thẳng, nghệ sĩ chân chính không chơi chất kích thích. Ca sĩ Thu Minh và Phương Thanh đồng tình với quan điểm nghệ sĩ chân chính không bao giờ dùng chất kích thích vì cảm xúc phải xuất phát từ trong máu của mỗi người. Diễn biến sự việc thế nào, mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé. Cúp mặt trong tập 5 chương trình Music của ca sĩ Thu Minh, Phương Thanh khiến giọng ca, Đường Công và khán giả không khỏi bất ngờ vì những chia sẻ thẳng thắn về chuyện nghề, chuyện đời. Ngay từ đầu chương trình, Thu Minh tiết lộ Phương Thanh là người có ảnh hưởng nhất định trong sự nghiệp ca hát của cô. Chủ nhân hít taxi kể lại, một ngày đẹp trời khi tôi đang ở nhà trong khu tập thể tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, Phương Thanh đến nhờ tôi hát thế ở vũ trường chợ An Đông trong một tuần. Lúc đó Thanh đang lập nhóm sau đêm, còn tôi thường chỉ được hát ở các sân khấu ngoài trời, cách xe chỉ có 15.000 đồng. Phương Thanh hát ở vũ trường lưu được 80.000 đồng, nên khi tôi hát giùm Thanh, tôi cũng lãnh lương đó 80.000 đồng, tôi mừng lắm. Ngoài ra Thu Minh còn cho biết có thêm nhiều cơ hội đi hát khi Phương Thanh từ chối show. Trong giai đoạn đó, Thu Minh tạm ngưng hát nhạc Việt để chuyển sang hát nhạc ngoại ở các vũ trường và nhận được các cát-xê cao hơn. Tuy nhiên giọng ca sinh năm 1977 vẫn chạnh lòng khi bị chê hát nhạc ngoại như hát cải lương. Tiếp tục chương trình, Thu Minh và Phương Thanh còn thẳng thắn bày tỏ quan điểm khi làm nghệ thuật. Cả hai đều khẳng định chưa từng cố ý tạo ra scandal để nổi tiếng vì cho rằng điều này không giúp mình đứng vững trong nghề. Bên cạnh đó, Phương Thanh và Thu Minh khẳng định chưa bao giờ sử dụng chất kích thích để có cảm xúc trình diễn. Thu Minh thẳng thắn, tôi xin phép nói thẳng, nghệ sĩ chân chính là không chơi chất kích thích vì cảm xúc thật và sự máu lửa chính là chất kích thích ở trong máu của mỗi người nghệ sĩ rồi. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.